Well, if Chattanooga boy had a dollar and a dime, he'd head out to Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat that learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Xin chào tất cả các bạn. À, đằng sau của mình đây là cái chỗ mà người ta đang chăn nuôi dê và cừu. Thì trong tập hôm nay đây mình sẽ đi vào một cái cửa hàng, một cái quán ăn mà trong đó người ta làm rất là nhiều kiểu như thịt nướng ấy các bạn. Thì trung bình một ngày của người ta là sẽ nướng tầm khoảng 30 cho đến 35 con cừu một ngày này, 4 cho đến 500 ký thịt bò một ngày và 200 con gà một ngày. Thì không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay thôi. Thịt nướng ở bên này nó cũng làm theo hầm thịt nhưng mà làm theo một cái cách mà khác biệt hoàn toàn so với từ trước đến nay mà mình từng chứng kiến các bạn ơi. Thì các bạn thấy người ta đang đốt cái lò này để chuẩn bị cho một cái món ăn mới đây. Đấy, cái nắp của cái vung này, nhưng mà các bạn có thể thấy là khi mà ấy đây người ta sẽ bịp khoảng cản bằng đất đây các bạn. Đất sét người ta đã để sẵn ở đây này, xong người ta sẽ chát vào cái xung quanh kia này. Đấy, thịt gà ướp sẵn rồi các bạn. Đó. Đấy, giờ anh ấy sẽ cho vào trong cái khay này các bạn. Cũng là thịt nướng nhưng mà đây là một cái cách hoàn toàn khác biệt luôn. Mà nhìn thịt gà đây chắc là khá là cay rồi. Có thể người ta ướp đây, người ta ướp nguyên con luôn nhé. Một cái chỗ này là cửa hàng rất là lớn các bạn ạ. Đây các bạn thấy là đây người ta để dặn sẵn rất là nhiều củi đây để làm những cái đồ lò nướng, rồi nướng cừu này, nướng gà này, nướng rất là nhiều thứ luôn các bạn. Hôm nay nhưng mà mình đến đây là tầm cũng gọi là chưa kiểu là cũng hơi muộn một chút. Nhưng mà có lẽ nhưng mà trong tập này thì mình sẽ gọi là chiều nay mình sẽ ở đây và ngày mai, sáng mai mình sẽ cố gắng để làm sao mà đến đây để cho các bạn thấy rõ nhất cái những cái quy trình để người ta làm những cái đồ nướng tại Uzbekistan các bạn nhé. Rất là thú vị. Hiện nay là có 3 cái lò là đang đợi sẵn để thành quả các bạn. Người ta bên ngoài bịp cả đất sét vào luôn. Và một cái lò kia là đang sẵn sàng kìa. 5 con. 1, 2, 3, 4, 5. À, ok. 1 cây là 5 con. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 con này này. Ake, mẹ, khôlâm tê sắc hà này đại kia. Tiêu. Mẹ, nè mà ra. Giờ bắt đầu công đoạn là anh ấy sẽ ướp gia vị cho ngày mai đấy các bạn. Wow. Đấy, mỗi lần ướp gia vị mà để nướng thịt thì sẽ phải mất tầm khoảng tầm 12 cho đến 14 tiếng. Đấy, cả một cái nồi gia vị thì hôm nay sẽ là anh sẽ ướp rất là nhiều các bạn. Thì hiện nay là có tạm là gần 200 ký bò trước. Thì ở đây người ta sẽ ướp bò này, ướp cừu này, ướp gà này, rất là nhiều. Nhưng mà cái nguyên liệu mà để ướp á, Thảo thấy cũng rất là đơn giản á. Ngoài bột ớt ra nhá, bột ớt caprica này, rồi tiêu này, người ta cho tiêu rất là nhiều, muối với lại là hạt mùi. Thảo nghĩ là hạt đinh hương để cho nó thơm. Cái mùi rất là thơm, nó sọc lên. Yeah. Good. Yes.
Ngày đỉnh điểm là thường anh bà anh vừa anh nói là một ngày phải bán tầm khoảng 400 đến 500 kg bò các bạn nhá. Thì một cái năm một cái túi cái chậu này là tầm khoảng 50 kg các bạn ạ. Còn đâu dê là tầm khoảng 25 cho đến 30 con. Mấy cái miếng sườn to dã man, mấy miếng sườn bò 25-30 con. Và cái gì gà là bao nhiêu? Gà là 175 con. Gần 200 con gà nữa. Rất là nhiều các bạn ạ. Thịt mà nhìn rất là tươi luôn á. Thịt tươi mà. Làm đây người ta làm đó. Cái miếng này rất là ngon. Từng miếng nha. Mà thịt đỏ đúng không? Đúng rồi. Cái thịt lấy thịt sườn không ạ? Cái phần này ăn giống như cái phần T-bone. Cái miếng T-bone mà trước mà mình gọi. Toàn miếng ngon hết á. Hàng đây là đều là hàng mới ngon tất cả các bạn ạ. Anh cũng chia sẻ là cái nguyên liệu mà để ướp của cái phần bò và phần gà là gần như nhau, là giống nhau hoàn toàn á, cũng có bột ớt, caprica, rồi muối, rồi tiêu, rồi thêm mấy cái hạt mùi thơm, hạt đinh hương vào. Cho miếng thịt to vậy mà. Dạ. À, trên kia kéo đang gỡ một cái ấy lên. Karasu. Các bạn nhìn cái cách các anh ướp này. Từng cái miếng là phải bỏ ra ướp là phải tỉ mỉ nhá. Cái rắc đều lên này. Ủa đẹp không các bạn ơi? Wow, trời ơi, ngựa dã man đẹp thật đấy. Cao gần 2 mét các bạn ạ. Bây giờ là anh đã ướp xong rồi các bạn. Đó, thì mà sau khi bò rồi sẽ đến cừu một lát nữa rồi sẽ đến gà các bạn nhé. Thì cừu cũng mang về chuẩn bị để ướp rồi các bạn này. Một con phải gần 30 cân. 30-40 cân đấy. How many kilo? 36 cân. 30, đó, 30 cân. Cái này là bọc ham ấy, con sống ấy. Con sống nó con này thì 36, con này thì nó khoảng 50 cân. Dã vào cho gia vị nó mềm ra hả? Hóa ra đây là cách ướp thịt này. Bảo sao mà xong để tận mười mấy tiếng nữa nhỉ? Nó xong thịt nó rất là mềm và ngon, đậm đà hương vị ở đây các bạn ạ. Những cái hành động nhỏ thế thôi nó cũng là một thành cái bí quyết đấy các bạn nhé. Nếu mà thiếu một bước cái là thịt nó cũng giảm cái độ ngon của nó đi ấy. Bình thường ở nhà mình ướp thịt chắc tầm 30 đến 1 tiếng là nhiều lắm rồi đúng không nhỉ? Không, cũng có ướp qua đêm. Ví dụ như thịt bò, ví dụ như hầm xương bò rồi, cái này của mình cũng hầm.
khi mà cừu đến thì anh bắt đầu anh sơ chế, anh lọc ra này các bạn. Lọc thịt rồi lọc xương rồi miếng sườn, miếng đùi, nó miếng nào ra miếng đấy. Xong lại bắt đầu là lại ướp như thịt bò này. Đấy, những cái công đoạn hôm nay là mình đã quay cho các bạn là công đoạn là từ đầu cho tới cuối luôn này. Một ngày ở đây là bán tầm khoảng, nói riêng về dê về cừu thì tầm khoảng 25 cho đến 30 con nha các bạn nhé. Cái miếng mỡ mông mông cừu này cũng rất là ngon các bạn ạ. Nó phải đắt ngang bằng với cả miếng thịt ngon nhất ở trong miếng con cừu ấy. Cái thịt này, mỡ này nó kiểu nó thơm mùi cừu các bạn. Không biết nước khác như thế nào nhưng mà mấy nước Trung Á ấy, giá tiền nó như vậy. Trong đạo Hồi thì thường thường là người ta sẽ không ăn đầu các bạn ạ. Nên là khi mà những con cừu mang vào đây thì các bạn không có thấy đầu ở đây. Bây giờ lọc tiếp đến cái phần thân của con cừu đây. Heavy. Ba chục con cừu. Nhìn đã nhỉ. Cái mỡ mông. Anh đang sơ chế thịt cừu á mà anh phi lê ra để mà làm cái món cơm trộn á. Chỗ nào? Món nào? Bộ quay. Nhìn nhìn cái mỡ mông nhìn đã nhỉ. Quay gần nhá. Đây là cái này là gọi là gì? Mấy ốc xíu đi. Sản xuất mà hả? Thịt nhiều nhiều hơn cái này đó. Cái miếng này lên chỗ trên kia. À. Xong rồi anh sẽ cắt ra anh làm palốt trộn với cơm palốt. À. Cái quán này nó cũng lớn mà đúng không? Quán này tầm 5 hectare các bạn nhá. Bao gồm cả cái khuôn viên trong trong cái quán này. Rất nhiều kiểu như cái cửa hàng ở đây thì mỗi một bếp sẽ là một món khác nhau. Ở trên này một quán này. Giữa này một quán này và đằng tít kia xa kia một quán các bạn ạ. Ở đây người ta kiểu toàn cắt thành miếng to nhỉ. Miếng đùi to, miếng sườn, rồi miếng đầu nữa. Cắt ra ướp luôn. Mọi người chuẩn bị sẵn.
xếp rất là gọn gàng, khoa học đúng không? Ừ. Mổ sang con nào ở đây? Để nguyên như vậy. Quấy luôn, đừng đẩy xém luôn, sao phải Việt Nam làm ba chục cô trong mấy anh bây giờ bắt đầu là cất những cái miếng thịt bò vừa ướp sẵn vào rồi đấy. Là để ngày mai. Xong cái chỗ cừu này nữa là ướp và đấy, xong lại để ngày mai tiếp. Quy trình là ướp đồ là nó như vậy, là chiều ướp rồi hôm sau, sáng hôm sau là bắt đầu khi mà thịt mọi thứ nó ngấm dần vào rồi thì các anh mới bắt đầu nướng các bạn nhé. Good.
đây là cái khoản cái khâu mà rút xương các bạn ạ. Cái xương đùi này nó có cái bay ấy. Đây. Đây, các bạn nhìn cách rút xương rất là chuyên nghiệp. Rút ra mà không có tí thịt nào dính vào cái xương bay này. Nhìn cái lọc ra cái xương bay nhìn đã nhỉ. Xương này cái bay hâm sập ăn ngon lắm đấy. Việt Nam mình không có tiền còn đi mua xương về. Chim cút. Rất là nhiều món các bạn. Đây là tiếp theo là món chim cút này, đó. À, cái cùi thì cừu, à cái đùi cừu thì anh phải cắt ra các bạn, cắt thành từng thớ mà. Để ướp nó ngấm hết vào thịt đấy. Đó. Hai rạch ở đùi, ba rạch ở cái thân giữa. Ô cái rau gì ấy nhỉ? Thông. Ô cái cừu thông à? Ô lá thông. Cái cừu này thì ướp thêm có một thêm cái này nhỉ? Còn nó thịt bò vừa nãy là không có cái lá này. Nhìn nó thơm á chồng. Này cái lá thông cũng thơm lắm, có hoa á. Thơm à? Thơm lắm luôn. Thơm nhỉ? Nè. Ba con mà nhỏ cái nhìn nhanh nhỉ. Bay kiểu chuyên nghiệp rồi. Giờ tới 15 phút rồi. Cắt làm sạch. Lọc xương. Thơm ấy, cái mùi ướp cũng rất là thơm. Kiểu khi mà các bạn ngửi cái mùi cái ướp này mà các bạn sẽ chảy nước miếng các bạn. Thôi,
Đó, thì đây mình đã cho các bạn là bước tiếp theo là bước thứ hai để trong cái quá trình mà quy trình mọi người làm những cái thịt nướng rất là đặc biệt ở Uzbekistan các bạn nhé. Thì đấy, bây giờ là anh đã làm xong sơ sơ qua ướp 3 con dê rồi các bạn. Thì sau đây là anh sẽ cất vào trong kia để chờ cho ngày mai, là tầm sáng mai là anh sẽ bỏ ra anh nướng các bạn ạ. Thực sự là đây cũng phải chưa phải là cái lúc mà mình ăn, nhưng mà khi mà những cái mùi vị của cái gia vị các anh làm đây thực sự là khiến mình là nó luôn gọi như là chảy nước miếng luôn các bạn. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục đến cái công đoạn tiếp theo của các anh nhá, là sẽ cho những cái miếng thịt rất là ngon này vào trong lò nướng xem như thế nào. Ok, chúng ta cùng tiếp tục clip ngày hôm nay nha các bạn nhé. Quả này đâu đó khoảng 50 lần rồi, nhưng mà em không biết cái tên nó quả này gì hết đâu. Cái mình kiểu giờ anh đang buộc sẵn đây để có thể là làm cho vào trong lò tiếp đây các bạn này. Đấy. Lò vừa mới đun xong kiểu nóng quá, anh đang cho nước vào để gọi là cân chỉnh để cho cái nhiệt độ vừa đủ để tiếp tục nướng cái mẻ khác các bạn ạ. Cái này người ta chân chắt đất vào là bây giờ bốc hơi luôn này. Đây, đây cái cách nấu đồ, nướng đồ lần đầu tiên mình chứng kiến các bạn ạ. Cái hầm này cao là tầm 1m7 các bạn nhé. Đây, mình cao 1m75 thì đến tai mình đây này. Rất là nặng các bạn. Các bạn thấy cái ảnh này, cảnh này rất là ấn tượng đúng không? Nhưng mà cũng là thịt nướng nhưng mà mỗi nơi một vẻ khác nhau. Chào.
bên dưới này anh phải bịp cả cái đất vào trong cái khói ở giữa cái lỗ thoát khí ở dưới để có thể là kín nhiệt cho cái này được các bạn. Cái khay này thì cao tầm khoảng 1 mét rồi đây. Không cho cái khay này chạm vào đấy. Xong đậy cái vùng vào, lấy cái khăn vào bịp hết kiểu không cho khí vào các bạn. Đây. Đặt set. Mình ơi, em thử hỏi giúp anh là một ngày anh sẽ nướng bao nhiêu con cừu và bao nhiêu cái khay thịt gà như thế này? Cắt dây xin với 5 tà thịt bò. Thịt bò ở đấy không tịnh em phải còn 4 tới 5 tà thịt bò. 4 5 tà thịt bò xong rồi còn tầm 30 tới 35 con cừu. Gà là 35 khay, mỗi khay là 5 con. Tầm khoảng gần 150 155. Gần 200 con gà, ghê nhỉ. 175 con gà. Nhưng mà đấy là gọi là ngày bình thường thôi đúng không? Ngày chưa phải đỉnh điểm nhỉ. Không những là hai bên kia các bạn ạ, cái bên kia mà bên này cũng có cả hai cái lò nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái thành quả đầu tiên mà khi mà nướng cái này các bạn. Đấy, gạt hết đất ra này. Các bạn nhìn cái làn khói bốc ra này. Nhiệt độ trong này rất là ổn định đây. Mình đoán là cái thịt này là chắc chắn là sẽ rất là ngon đây các bạn. Cái đất này người ta dùng lại tí có thể là cho thêm tí nước là người ta có thể dùng lại được. Rất là tuyệt vời. Mình đang ngửi xem mùi thơm không? Rất là thơm các bạn ơi. Good. Đây là thịt bò các bạn nhé. Có cả cái công cụ riêng để xách lên này, nhét cái này vào. Các bạn nhìn những cái miếng thịt bò kìa, nhìn hấp dẫn không? Bismillah. Wow. Ale. Trên là 4 khay thịt bò, dưới là 3 khay lòng các bạn ạ. Tuyệt vời. Đây thêm một cái lò nữa là đang cũng là bỏ ra để
chín rồi các bạn. Ôi, các bạn nhìn thấy khói ra nó bốc ra mà mình ra mình ngửi rất là thơm. Trời. Ui, các bạn nhìn này. Ui, những cái miếng thịt này, ôi dồi. À, đây là kiểu như là đùi cừu. À. Ui, good. It's very hot. Yeah. Rất là nóng các bạn này. Đây là sườn cừu. Các bạn nhìn thôi là nhìn mê mẩn chưa? À, đây là cái thớt mà mọi người chặt luôn các bạn ơi. Đấy, bỏ ra nóng cái là để chắc là để nguội một lát xong là mọi người sẽ chặt ở đây này. Rahmat. Anh cho mình thử cái mùi cái miếng thịt cừu này. Wow, trời ơi các bạn ơi. Rất là ngon luôn. Mình đây các bạn thấy là mình ngửi thôi là mình đã chảy nước miếng rồi các bạn. Wow. Thịt rất là mềm và ngon các bạn ơi. Gia vị bây giờ nó ngấm tận vào cái gọi là cái mớ cái thớ của cái miếng thịt này rồi. Ngon đấy nhỉ. Thơm mùi cái hạt gì đó mình không biết đâu, nó rất là thơm và ngon và mềm, chảy nước miếng các bạn ạ.
Chỗ này bây giờ có một cái xe vận chuyển luôn các bạn. Tại vì nhà hàng đằng trước này thì giờ mọi người sẽ chuyển lên trên đấy để có thể là phục vụ khách. Vì cái quán này rất là lớn mà cái số lượng người đến là đông đấy các bạn. Nên là phải làm theo từng khu một. Ngon thật đấy các bạn. Let's go. Bây giờ lại đến một cái cái món khác. Rahmat. Bitta gavyatina, mol go'sht. Bitta tojiba. Bular nimasami? Bular. Kim? Yo, zakaz bosib yotibdi-ku. Adash bosib bo'lgan, qaynatasiz, o'rinda. Qarashmaysiz, qo'lim yo'q, abi. Hoja aka. Vị ở đây thì mình thấy cái lòng này mọi người khẩu vị hơi mặn một chút và rất là thơm bùi. Những cái thịt bên trong thì nó mềm rồi, nhưng mà cái lòng của nó bên ngoài vẫn là đủ dai, kiểu như để cho ăn thấy kiểu như là nhai nhai trong miệng. Đã. Anh cho mình một miếng nhưng mà to quá mình không ăn được các bạn. Miếng lòng còn chưa ăn hết này các bạn. Đấy, chưa đến đây mà vào trong này cái cửa hàng này mà chưa cả gọi đồ mà anh đã cho kiểu này no luôn rồi các bạn. Khale zor mu? Good. Yaxshimi? Yaxshiman. Good. Ustasi dia hacı ke. Yaxshi. Chef. 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 Biz kachiga. Вот это тоже вкусно. Говядина. Покушай. Кушай. Это баранина. I have. Бэ. Да. А, окей. Чуть-чуть кумаса. Да. Съемки он маги. О, да я. Бэ. Okay. À, Rahmat. Đấy, cái miếng này anh đưa cho mình ăn thì anh để riêng cho mình đó. Ở đây mọi người cũng kiểu như là rất là để ý về cái vệ sinh ấy các bạn. Thank you.
Lò bên này là thịt bò các bạn. Thịt bò người ta cắt một miếng này đó. Bro, a big chef. Bên này cũng là thịt kiều các bạn nhé. Rahmat. Uça. Cứ vận chuyển liên tục nhà này các bạn. Đấy. Bên này có một con dê người ta nướng nguyên con này. Đấy, các anh bây giờ là chắc là đây kiểu như là có một cái gia đình rất là lớn đang đặt hẳn một con dê này. Anh làm trang trí ở dưới này đó, các bạn thấy không? Dê vẫn còn nóng hổi và nước chảy ra này. Anh đây chắc là bê lên quán phía này các bạn. It's very beautiful. Come on. Come on, baby. Ở chỗ này là đây cũng có những cái quầy bếp các bạn, nhưng mà người ta sẽ phụ trách vào một cái món khác. Còn đằng sau đấy là phụ trách về những cái món nướng này. Đấy, các thứ đấy các bạn. Assalamu alaikum. Как дела, брат? Good. По-русски не можешь, что ли? Нет. Почему? А, английский. А, только английский? А английский не понимаешь? Нет. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ở bên này đây là cái chỗ mà quán ăn của người ta, các bạn nhìn cái không gian ăn rất là đẹp đúng không? Thì mình sẽ để cái tên của cái quán này đây, nếu mà có dịp mà các bạn đi về Uzbekistan thì cũng có thể là ghé qua nhá. Thì chỗ này là cách thủ đô Tashkent là tầm 400 cây các bạn ạ. Con cừu này là nguyên con này là 6 triệu các bạn nhá. Tất cả là từ công cả công xá rồi các thứ mọi người làm nhà hàng các bạn. 6 triệu tiền Việt cho con này. Đấy, ăn uống rất là nghệ thuật đúng không các bạn? Mình
Mình thấy cái mô hình mà nướng kiểu này là cũng rất là thú vị các bạn. Và ăn cực kỳ ngon luôn. Nó khác xa với kiểu như là cái cách nướng truyền thống ở Việt Nam mình ấy. Mà cái mô hình này mà nếu mà anh chị nào mà làm đồ ăn, hàng uống ấy, cũng thể áp dụng được thì mình nghĩ là sẽ bán được rất là đắt hàng đấy. Thứ nhất là vì cái khẩu vị nó cũng nó khác xa với cả cái nướng kiểu kia này. Và thứ hai nữa là nhìn nó cũng bắt mắt đấy các bạn. Đấy, gà này. Các bạn thấy là sau 55 phút thì gà nó chín rồi này. Đấy, và nhìn nướng này vẫn rất là kiểu như là nó không bị khô ấy. Ủa, hấp dẫn quá. Khi mà vừa nướng xong cái mẻ này thì đây, các bạn thấy là cái quy trình mọi người là đến tầm trưa là mọi người sẽ lấy những cái thịt sống về này. Đấy, mọi người sẽ bắt đầu là tẩm ướp thịt sống từ bây giờ. Đấy, xong ngày mai lại bắt đầu là cái quy trình nướng như vậy các bạn nhé. Bro, this one. Kebab. Kebab. Sau khi mẻ này xong rồi, giờ lại chuẩn bị sang mẻ khác rồi các bạn. Đây bạn em trai kia em đang lại lấy thêm lấy thêm củi để bắt đầu là cho chuẩn bị cho lò mới này. Ở chỗ này là cả thêm một cái dàn nguyên là xúc xích các bạn ạ. Đấy. Trời ơi, toàn những con toàn đồ ngon ở đây thôi. Rất là thơm. Anh bảo ăn thử. Lúc nãy cũng được ăn thử ở trong bếp. Và đấy các anh rất là nhiệt tình các bạn. Small small. Ôi trời, được bóc lên bếp luôn. Hay quá. Ok, thử. Ui, vẫn còn nóng. Nóng lắm. Được được. Còn nóng quá. Cắt cái nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi á, trong cắt nhỏ sáng nhỏ thôi. Rồi. Wow. Không là về đây đấy. Mình cứ quay từ sáng giờ đây là các anh là bốc cho ăn là thôi. No luôn các bạn ạ. Các anh rất là nhiệt tình và kiểu như là thân thiện ấy. Đây, cho Thảo ăn này, ăn thử này. Thảo lúc nãy cũng ăn được thử rồi. Nóng. À, cảm nhận đó. Ngửi xem ta mùi gì như nào, thơm không? Thơm, đó, cái mùi thơm. Cũng là hạt đinh hương không ạ? À, chà chà chà. Ngon quá, ngon quá. Nóng hổi đã nhở.
À, hỏi ra thì mới biết là cái con dê con cừu đấy là đám cưới đạt các bạn ạ. Đám cưới thì giờ mình sẽ đi cùng các anh ấy. Mình sẽ đi cùng các anh ấy để ra các anh sẽ để bày trí chỗ cưới nhà nha các bạn nhá. Đấy, đấy, cửa hàng này người ta bán người ta phải lấy tiền bằng bọc dây bóng kiểu này này. Đấy, thấy chưa? Đấy, giờ cái chỗ mà cưới người ta đặt người ta ra đánh xe ra đây để người ta lấy con cừu này về các bạn. Quán này rất là nổi tiếng ở đây. Ok. Trên này còn có món Biswama đây các bạn. Assalamu alaikum. Biswama. Biswama. Ah, 1 minute. Ah, ok. Cái này kiểu như món mì đúng không anh? Hả? Món mì à? Đâu, món này là món Besparma này từ Kazakhstan đến nước ta. Món Besparma này là món Ethan Lusche. Món này làm từ thịt ngựa, món này có nguồn gốc từ Kazakhstan. À, làm từ thịt ngựa hả? Ừ. Nhưng mà nhìn cái sợi của nó là nhìn... Không, cái này là vẫn là bột mì và có thêm thịt ngựa nữa, tí người ta sẽ thêm vào. À. Món này tên là Besparma. Ở Việt Nam mình thì ngựa là chơi kiểu thắng cố đúng không? Nhưng mà bên này thì nó cũng rất là nhiều kiểu Besparma đời. Mì và cho những cái lòng ngựa đúng không? Lòng ngựa nhồi thịt vào. Ừ. Cái lòng nhồi thịt này rất là được phổ biến ở Kazakh các bạn ạ. Và mấy nước Trung Á thế. Hồi trước mình đi mình thấy rất là nhiều. Ở đây cái lòng này đấy. Người ta sẽ cuốn... Cuốn thịt ngựa là như cái do của mình ấy. À. À. Rồi. Rửa cho thịt vào, rất là ngon. Món này là khá là nổi tiếng. Cũng giống như món cốt giặc ngày hôm trước ăn ở Kinh ấy. Ừ. Nó khá đặc biệt, khá là đặc trưng ấy. Ừ. Uzbekistan ẩm thực nó vẫn kiểu như nó phong phú hơn mấy nước kia nhỉ. Biswama này các bạn. Rồi xong rồi đó. Rất là nhiều gian các bạn ạ. Bán ngoài đường cũng có này, chỗ này cũng có này. Cửa hàng đây này. Và cái bên ngoài mà vừa nãy mà người ta đưa lấy cừu các bạn thì dành cho những ai mà kiểu đi xe qua, kiểu như người ta dừng nhanh người ta có thể mua mang đi á. Ở bên này cũng có. Còn đằng sau kia nữa vẫn là có cả cái chỗ mà người ta làm đồ ăn và cái gì nhỉ, và bán hàng ở đấy đó các bạn. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. And whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Ở tập hôm nay thì bọn mình đã cho các bạn xem qua cái quy trình mà làm những cái thịt cừu nướng, thịt bò nướng, thịt gà nướng rất là đặc trưng ở Uzbekistan rồi nhá. Thì tập hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh cũng như là đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335.
có thể ủng hộ mình và Thảo có thêm kinh phí để có thể chia sẻ được nhiều câu chuyện thú vị khắp thế giới cho các bạn cùng coi. Okay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập sau. Hãy đi theo hành trình của hai vợ chồng nha, để sang những cái món ăn truyền thống như vậy nha. Turn off the lights, the stars in the sky.